mới chúc cả nhà có một ngày thật là nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc nha. Hôm nay tiếp tục thăm bẫy cả nhà ơi. Đây, vô sách điện thoại, để đây đi. Nay đặt toàn là bờ lề không? Thấy trường cái đầu tiên hay sao? Sao rồi nè? Dịch, cả nhà ơi, không. Vậy mới đã chứ, thầy trưởng cái đầu tiên vậy mới đã nè. Wow, con chuột cống đã. Bẫy bự phải dính con chuột bự dày nè, mới sướng. Thầy trưởng cái đầu tiên có lý quá. Cái thứ hai, trời đất ơi. Cái kỳ gì nè. Ui, nhẫn đầu luôn cả nhà. Ai da, quá không cầm, thất bại ha. Hai cái, một cái dính một cái, ủi lộn đầu. Cái này thì sao? À, sập rồi đây. À, dính. Ý là có cầm mà còn gì. Con chuột côn. Chuột côn bự hết biết. Đạo quá cả nhà ơi. Côn bự nè. Bắt cầu qua mương nha cả nhà. Chứ nhảy không nổi. Mấy bờ lề này toàn nhảy không. À, sập ở đây. Ý, anh nhảy không? Đó, hấp dẫn chưa? Lụm lúa. Chuột côn bự. Cái này sao đây? Cái này không dính. Cái này cũng lý tưởng quá mà không dính nè. Đây, hai cái dính con cũng mừng nè. Có thành quả là quý lắm rồi. Ây da. Trời ơi, bị kiến ăn hết mồi luôn cả nhà ơi. Thiệt tình ta. Bảy. Ê. Trời ơi. Biết coi không đây. À, dính. Một em. Chuột côn nữa kìa cha. Cả nhà ơi. Một em chuột côn. Trước lớp chỗ vậy không ngon ha. Để đây đi. Mấy điểm đẹp đẹp không mà không có tỷ ta. Trước rồi bữa nay thua à. Bờ này dở rồi. Bảy vậy nó nằm bên bờ mương bên kia không cả nhà. Thì đâu có cầu đâu. Nguyên bờ lề. Mỗi cái mỗi nhảy đó. Cứ nhảy qua nhảy lại. Chết luôn. Rồi. Dính được chút cơm. Nhảy qua dính về thì mừng cả nhà. Chứ mà nhảy qua không dính. Nó đú luôn. Rồi giờ nhảy cái về. Té ướt. Ướt cái máy luôn. Được em nữa. Cục này nhỏ nhảy được. Giờ bự nhé, đuôi. 1 2 3. Ôi trời. Sắp ổn chuột rồi. À 500. À, chuột cơm nữa nha cả nhà. Ủa, chuột cơm này bự ạ. À. Lấy ra. Nhảy dậy. Ôi. Còn hai cái nữa. Trăng giăng mặt mày. Có cây bên trong đây nữa. Có cây cái tân chuyện. Quất. Ây da. Nó ngồi rồi cả nhà. Đó.
Cơm. Ai, ôi chết mẹ, ơi, té luôn. Em nữa, rồi còn cái cuối cùng. Cái cuối cùng cả nhà ơi, mệt quá rồi. Rồi, cái cuối cùng dính. Rồi, ra cho cả nhà xem kết quả luôn. Đây, cho cả nhà xem kết quả nha. Một thằng. Hai thằng. Ba thằng. Bốn thằng. Năm thằng. Sáu thằng. Bảy thằng cả nhà ơi. Bảy con. Sáu chuột cơm, con chuột cống. Ở ghê cả nhà. Hấp dẫn quá. Chuột cống cũng bự ngon ghê ha cả nhà ha. Rồi, xin tạm biệt cả nhà nha. Xem video xin cho một like, đăng ký kênh ủng hộ nha cả nhà.